Chiếc ô đô này là máy 62 bắt dâu. Có đóng chuyện nè, các thông số nè. Chạy 3 lần. Các bác nhìn xem. Máy móc còn rất đẹp. Máy rất đẹp. Thậm chí ông Tây này cũng là hàng zin. Chiếc này là về từ Pháp, thùng zin luôn, thùng zin ạ, không phải hàng Tân Trang hay là lên thùng ở đây đâu. Cái lỗ để thoát âm thanh ra là cái miếng này là bằng kim loại nè, bằng kim loại. Chìa khóa phủ niken, chìa khóa zin luôn, phủ niken. Nó không có bóng loáng màu vàng mà là nó phủ niken. Đây các bác xem máy nè. Bây giờ mời các bác nghe chuông ha. Chiếc này số nổi nè, màu đỏ hồng, hai lỗ cót, kính mo, cái viền của kính mo cũng là hàng zin luôn nè. Nó sáng cái màu đồng, có vài chỗ là oxy hóa do thời gian. Cái này thì mình đánh lại thì nó sẽ sáng ra, nhưng mà thôi cứ để như thế. Đây, chiếc này có chiều cao là 37 cm, bề ngang là 26-27 cm, mặt số kính mo 20. Chiếc này đã lau dầu cân chỉnh. Em bao các bác, bảo hành cho các bác sử dụng. Hàng rất là chuẩn, chuẩn Tây luôn. Không thể chê vô đâu được. Cái vách thùng phía sau là bằng gỗ phíp á. Đây là địa chỉ của shop Mai đồng hồ xưa. Mời các bác liên hệ.